Chào. Em tên gì? Thu Phương. Hả? Mu Thu Phương. Mu Thu Phương. Phương. Ồ, cứ em mắt của em rất nhóm với bé. Ồ. Mẹ, mẹ đúng không? Mẹ ơi. À, ok, cảm ơn nhá. Chào, chào Phương. Oh. Yes. Xin chào, mình là Song Na của Get Những Chàng Trai Hàn Quốc. Bây giờ mình ở đối diện của bây giờ mình ở quán ăn tên là Phun Yop Mum aka Phun Zui. Giờ ứng nghĩa nói là quán ăn đặc biệt thì mình sẽ khám phá ở đây. Mình xin phép cô ấy rồi và cô ấy cùng cho phép mình rồi. Khi mình hỏi cô ấy chỉ mỉm cười thôi. Thì hơi xấu. Chào các bạn ơi, cùng nhau xem thử nhé. Chào, ở đây là 411 Tung Ngô Sĩ Liên. Xin chào. Chào cô, chào chị. Chào chị. Chào cô. Có thể hỏi cái bún nào nổi tiếng nhất ở đây? Bún đầy đủ. Bún đầy đủ. À, đầy đủ. Đầy đủ là thấp cầm. Và một phần trà đá. Trà đá. Dạ, trà đá. Dạ, ok, cảm ơn nhé. Chị ơi, cái này là nước hả? Đúng rồi. À, cái này là ớt. Không ớt. À, không, không, không phải là ớt. Cái gì? Đây là dọc mùn. Dọc mùn. Dọc mùn. Dạ, dạ, ok, ok. Chà, ô, kìa, ô. Nhanh thế? Nhanh thế. Dạ, dạ, dạ. 이게 그러니까 cái này là cái này là dọc mùn. Không biết tiếng Hàn là gì. Ăn thử thì sẽ biết đúng không? Có rất mùm, cũng có cà chua. Và wow, 이거를 지금 보니까 cái này có lẽ là sườn. Cái này giống như là bún bò giò heo của giò heo. Và bún, đúng rồi, bún là bún. Chà, ok. Chà, 그럼 이제부터 먹어보겠습니다. 근데 이게 확실히 느낄 수 있어요. 뭐는 일라 얻어이 작고 밥 아니면 어디에 콩콩 무 콩싸우 가 아니라 어디에 거 무 아니 손발이 웃길라미 한마판 아 실로에 실로에 각판 아 보이죠? 거의 도입 붐티 상대 헬로에 상대 헬로에 오, không biết có bắp nhiều lắm nhưng mà tôi bắt xong먹으면 nhìn thấy cái này là màu sắc là màu đỏ một chút nhưng không cay. Wow, đẹp không? Cái này không phải là cảm giác là ăn bún, cảm giác là ăn mì. 이 한국 국수랑 비슷해서 오, 한국 음식 먹는 것 같아요. 오카이는 진짜 약간 한국에 잔치 국수가 있는데 그 맛이랑 진짜 비슷하다. 젖 몸. 와, 이거는 처음 먹어본다. 흥미나의 런도띠엔 감자의 런도띠엔 아, 이것도 좀 넣어봐야지. 뭔 콤페히우 맛있어? 과는 나의 거의 라 훈쥬이 룩룩 컨틴 조스 룩 컨틴 뭔 콤페히우 조스 콤페히우 근데 이건 뭐지? 까날라지
bà ơi. Xin lỗi bà ơi. À, cô ơi, cô ơi. Cái này là gì? Đường ớt. À, đường ớt. Bắp ở đây hả? À, bắp ở đây. Thì cốc. À, ok. Bắp bắp bắp. Bắp bắp. 이게 지금 하나도 안 매워요. 하나도 안 맵고 되게 맑아 국물이. 뭔 같아? 안 보이? 뜨겁? 뜨겁을 직접 만드셨나? 색깔이 되게 신기하네. 자 일단 뜨겁 섞어서. 또한 어 카이날라 르이. 만족 카이날. 카이날이 모짬번짬 짭짤라 느낌. 맛있다 이거. 반려등 민망 꿈꿔보이 떠티 레프먼 먼댄 어더이 대안 꿈 꿈 대 비추. 니와 종이 탱어 꽁박과 니와 종이 탱어 꽁박과 벗스 먼 감터이 어더이 라 노이띵 비 흥빌라응어. 자, 해요. 오, 맴람? 오늘도 슬쩍슬쩍 바람은 보고 있네. 벌써 몇 번째인지 몰라. 와, 땀난다. 또 뜨거운 거 먹으니까 땀나네. 와, 분 응원, 와, 늑숙 날라 응원, 키먼 야이 분, 허염여보의 키안, 미 한국, 잔치 국수 한국, 유거. 와우. 또 뭐 호이? 뉴라 굼리? 내가 봐봐, 시간 됐냐? 딴 데, 딴 데 됐어. 가만 우리 M 댄트 한번 보지면 M 응에 너일라 관한 나이 뉴 응에 너일라 그 관한 어 분지 그 다이사오. Con này con đà cho bạn cái ghế bạn ngồi. À, cảm ơn nhau. Oh, lốt tốt bùm. Oh, cô ơi, lốt tốt bùm. Biết là cái nghề này làm dâu trong hoa. Cô nói cho con nghe nè. Nếu muốn người ta chửi thì mình phải hỏi là tại sao nó chửi. À, chứ không phải tự nhiên nó chửi. À, cô tên gì? Cô tên là Thảo. Thảo. Thảo, ok. Em cảm ơn. Cảm ơn. Các bạn đã xem rồi đúng không? Hôm nay cô ấy rất tốt phong trào. Tôi mừng. Thì rất cảm ơn và món ăn cũng là rất ngon. Nước súp là rất than. Bác dù hôm nay mình không thể trải nghiệm pizza. Tears falling down at the party. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Dù sao thì nữa, món ăn là rất ngon. Nếu các bạn cũng biết những món ăn đặc biệt hoặc là có nhà hàng hoặc là quán ăn có chú quán ăn đặc biệt thì hãy cho chúng mình giới thiệu nhiều nhé. Và đừng quên subscribe kênh Những Trang Trại Hàn Quốc. Cảm ơn các bạn. Tạm biệt.